Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video của UltrexShare. Nhìn vào tiêu đề chắc các bạn cũng biết hôm nay chúng ta sẽ nói về điều gì rồi đúng không? Đây sẽ là một series mới được nhóm chúng mình đăng tải vào mỗi cuối tuần. Mong rằng các bạn sẽ đón nhận. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng đi vào nội dung chính của video thôi nào. Trước khi đi vào tìm hiểu danh sách những loài khủng long được Nhật Bản công bố thì chúng ta hãy cùng đi tìm lời giải thích câu hỏi liệu khủng long Nhật Bản có tồn tại hay không? Vào những năm 1984, trên toàn bộ lãnh thổ nước Nhật chưa từng được tìm thấy hóa thạch của bất kỳ một loại khủng long nào. Nhưng trên thực tế, vào khoảng 15 đến 25 triệu năm trước, quần đảo Nhật Bản đã bắt đầu bị tách ra khỏi lục địa Á-Âu khi biển Nhật Bản hình thành. Như vậy, có thể nói ở thời điểm cuộc đại tuyệt chủng Creta, Miocene diễn ra và chấm dứt sự thống trị của khủng long, quần đảo này vẫn là một phần của lục địa Eurasia. Do đó, trên lý thuyết, đây hoàn toàn có thể là nơi sinh sống của nhiều loại khủng long và sinh vật tiền sử khác, đặc biệt khi trên đại lục Eurasia tồn tại một hệ sinh thái tiền sử đa dạng không thua bất kỳ nơi nào trên thế giới. Nhưng tại sao lại không tìm thấy khủng long ở Nhật Bản? Câu trả lời có thể sẽ khiến bạn có tin, đó là Nhật Bản tuy là một quốc đảo nhưng đã từng có rất nhiều loài khủng long cũng như các sinh vật tiền sử khác sinh sống. Tuy nhiên, do các biến động tự nhiên đã xóa sạch các dấu vết về sự hiện diện của chúng trên đất nước này, các bạn cần phải hiểu rằng không phải loài sinh vật nào chết đi, các phần còn lại của chúng cũng trở thành hóa thạch, mà phải phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên của khu vực nơi chúng sinh sống như thế nào. Cấu tạo địa chất của Nhật Bản có lẽ không phù hợp để hình thành nên các trầm tích giúp lưu trữ các bằng chứng của sự sống dưới dạng hóa thạch. Thêm vào đó, các hoạt động địa chất diễn ra với cường độ có thể nói là rất mạnh và ở một tần suất rất cao ở khu vực này, rất dễ dàng xóa sổ các hóa thạch nếu có. Do đó, không thể nói khủng long hay các loài cổ sinh vật khác không sinh sống tại Nhật Bản mà có khả năng các dấu vết về sự hiện diện của chúng đã biến mất theo thời gian. Tuy nhiên, rải rác trên khắp quần đảo Nhật Bản vẫn có những nơi có điều kiện thích hợp để lưu giữ được hóa thạch khủng long và mỏ hóa thạch Kitadani thuộc tỉnh Fukui là một trong những nơi nổi tiếng nhất. Tại đây, vào năm 1989, các hóa thạch khủng long đầu tiên trên quần đảo Nhật Bản đã được phát hiện. Kể từ đó đến nay, cơn sốt khủng long Nhật Bản bắt đầu nóng trở lại khi hàng loạt phát hiện, phần lớn đều xuất phát từ tỉnh Fukui. Và đó chính là câu trả lời rõ ràng nhất cho câu hỏi ở đầu video. Các hiện vật hóa thạch khủng long ở Nhật Bản hiện nay được trưng bày chủ yếu tại Bảo tàng khủng long tỉnh Fukui thuộc Katsuyama. Mặc dù có tuổi đời còn khá non trẻ, nhưng Bảo tàng khủng long tỉnh Fukui được đánh giá là một trong những bảo tàng về khủng long tốt nhất trên thế giới. Như vậy, sau nhiều năm mong mỏi của cả nước Nhật thì đến nay họ đã sở hữu cho riêng mình một bộ sưu tập khủng long khá phong phú, chưa kể đến những phát hiện chưa được mô tả và đặt tên. Ngay bây giờ, các bạn hãy cùng UltrexShare điểm qua top 10 loài khủng long đã được Nhật Bản công bố nhé. Các bạn cũng cần lưu ý đây chỉ là số thứ tự, không phải bảng đánh giá xếp hạng. Hy vọng các bạn sẽ không hiểu nhầm. Tôi cũng nhắc trước, đây chính là tên của các loài này khá dài và khá là khó nhớ đó nha. Vị trí số 1, Fukuiraptor kitadaniensis. Fukuiraptor là một trong những đại diện nổi tiếng nhất của các loài khủng long được phát hiện tại Nhật Bản. Chi khủng long theropod ăn thịt này sống vào giai đoạn đầu của kỷ Creta cách đây khoảng 113 đến 129 triệu năm. Các hóa thạch của chúng được phát hiện tại Kitadani thuộc tỉnh Fukui. Trong đó, các mẫu vật lớn nhất thuộc về một cá thể chưa trưởng thành có chiều dài ước tính khoảng 4,3 m và nặng 590 kg. Do đó, khi phát triển toàn diện, loài khủng long này có thể đạt kích thước lớn hơn. Các Fukuiraptor sở hữu một bộ vuốt rất lớn ở chi trước. Đó là lý do tại sao ban đầu chúng được xếp vào họ Dromaeosauridae hay còn gọi là các khủng long raptor. Ngoài ra, các Fukuisaurus còn sở hữu một bộ răng mang cả đặc điểm của Cacharodontosauridae và Tyrannosauridae. Chính vì các đặc điểm này nên việc phân loại Fukuiraptor đã gây ra rất nhiều tranh cãi. Quan điểm trước đây cho rằng chúng thuộc họ Neovenatoridae, vốn có họ hàng rất gần gũi với các Cacharodontosauridae. Tuy nhiên, các ý kiến gần đây đều xem đây là một loài khủng long Megaraptoran và trên thực tế Megaraptoran có liên quan đến họ Tyrannosauridae nên có thể xem Fukuiraptor là một coelurosaur thay vì một carnosaur như trước đây. Vị trí số 2, Tambatitanis amicitiae. Tambatitanis là loài khủng long được đặt theo thành phố Tamba thuộc tỉnh Hyogo, Nhật Bản, là một chi titanosauriform cổ dài ăn thực vật. Các hóa thạch của chúng được phát hiện dưới lòng sông Sasayama bởi hai nhà cổ sinh vật nghiệp dư là Adachi và Murakami vào năm 2006. Tuy nhiên, mất đến 5 năm từ 2006 đến 2010 để có thể đưa ra số hóa thạch tìm được lên khỏi lớp trầm tích đá bùn có nguồn gốc từ Sasayama khoảng đầu kỷ Creta lên mặt đất, do chỉ có thể tiến hành khai quật ở một số thời điểm nhất định trong mùa đông khi mực nước sông xuống thấp nhất. Tương tự như loài sauropod đã được phát hiện trước đó tại Nhật Bản là Fukuititan, Tambatitanis có kích thước không quá lớn so với những họ hàng nổi tiếng khác, với chiều dài chỉ vào khoảng 14 m và cân nặng 4 tấn. Vị trí số 3, Nipponosaurus sachalinensis. Trên danh nghĩa, Nipponosaurus là loài khủng long đầu tiên được phát hiện bởi người Nhật. Tuy nhiên, hóa thạch của chúng lại không nằm ở trên lãnh thổ của chính quốc Nhật Bản. Các mẫu vật này được tìm thấy vào năm 1934 bởi giáo sư Takumi Nagao trong khi đang xây dựng một bệnh viện trên đảo Sakhalin, khi đó phần phía nam của đảo Sakhalin được gọi là tỉnh Karafuto thuộc đế quốc Nhật Bản. Sau năm 1945 bị Liên Xô chiếm đóng và ngày nay là một phần lãnh thổ của Nga. Bộ hóa thạch được giáo sư Nagao phát hiện dù tương đối hoàn thiện nhưng vẫn thiếu một số bộ phận quan trọng như hộp sọ và các chi. Đây được cho là phần còn lại của một cá thể chưa trưởng thành và được đặt tên là Nipponosaurus sachalinensis. Tuy nhiên, ở thời điểm đó có khá nhiều ý kiến cho rằng đây chỉ là dạng chưa trưởng thành của một số loài khủng long đã được xác định trước đó và cái tên này dần bị rơi vào quên lãng hơn 70 năm cho đến khi một cuộc hồi cứu trong giai đoạn 2004 đến 2017 đã đưa ra kết luận cho thấy đây là một loài riêng biệt. Nipponosaurus là thành viên của họ Lambeosaurinae, gồm những loài khủng long hadrosaur có mào. Chúng có mối quan hệ gần gũi với loài Lambeosaurus hay Hypacrosaurus nổi tiếng. So với các họ hàng của chúng, loài khủng long này chỉ có kích thước trung bình với chiều dài vào khoảng 4 m. Vị trí số 4, Albalophosaurus yamguchiorum. Albalophosaurus có nghĩa là thằn lằn màu trắng. Cái tên này không được dựa theo hình dáng của chúng vì thực tế rất khó biết được màu sắc của khủng long khi còn sống, mà lấy cảm hứng từ những đỉnh núi quanh năm tuyết phủ của núi Hakusan thuộc tỉnh Ishikawa, nơi những hóa thạch của loài khủng long này được phát hiện vào năm 1997. Albalophosaurus là một chi khủng long ceratopsian ornithischian với chỉ một loài duy nhất là Albalophosaurus yamguchiorum. Hiện vẫn chưa rõ loài khủng long này sống vào giai đoạn nào do khu vực địa chất nơi phát hiện được các hóa thạch của chúng, hệ tầng Kuwajima, không có đủ các hóa thạch chỉ điểm để xác định niên đại. Chỉ có thể ước đoán hệ tầng này được hình thành vào đầu kỳ Creta, có lẽ vào giữa giai đoạn của Beriasia và Barremia hoặc Valanginia với Horterivia. Vị trí số 5, Fukuipteryx prima. Loài khủng long chỉ vừa được phát hiện vào năm 2016 và đặt tên năm 2019 này là một mắt xích trong mối liên hệ giữa khủng long và chim hiện đại. Trong sơ đồ tiến hóa của lớp Avilae, Fukuipteryx nằm ở một nhánh tách biệt và có mức độ tiến hóa cao hơn Archaeopteryx. Fukuipteryx có kích thước và hình dạng tương tự một con chim bồ câu ngày nay, tuy nhiên vẫn có những đặc điểm riêng để khiến chúng chưa thể xem là một loài chim thực thụ. Đáng chú ý, ở Fukuipteryx sở hữu một đặc điểm vốn hiện diện ở nhiều loài chim hiện đại, tuy nhiên không tồn tại ở các loài chim sơ khai sống ở đầu kỷ Creta. Đó là một mảnh xương hình tam giác được gọi là xương bánh lái nằm ở chóp đuôi. Cấu trúc này không chỉ đơn thuần là nơi bám của lông đuôi mà còn được cho là một bước tiến hóa quan trọng, thể hiện sự tinh giản bớt bộ phận đuôi để phục vụ cho động tác bay. Tuy nhiên, quan niệm này đã không được đồng tình do trên thực tế Fukuipteryx không thể bay, trong khi một số loài chim nguyên thủy như Geolonis dù sở hữu cái đuôi dài vẫn có thể làm được điều này. Vị trí số 6, Fukuivenator paradoxus. Fukuivenator là một khủng long theropod thuộc nhóm Colurosaur sống cách đây khoảng 115 đến 127 triệu năm vào giai đoạn Barmier của kỷ Creta. Các hóa thạch của chúng được phát hiện vào năm 2007 tại khu vực thuộc hệ tầng Kitadani, ngày nay là tỉnh Fukui của Nhật Bản. Địa danh này cũng là nguồn gốc của cái tên của chúng, được đặt vào năm 2016 bởi Yoichi Azuma và các cộng sự. Fukuivenator có kích thước tương đối nhỏ, chỉ dài khoảng 245cm và nặng khoảng 25kg. Dựa vào cấu trúc răng của chúng cho thấy đây không phải là loài ăn thịt đơn thuần mà có thể ăn cả thực vật, một hình thức tiến hóa để thích nghi với điều kiện sống tương đối nghèo nàn của khu vực này. Mặc dù là một trong những hóa thạch khủng long hoàn thiện nhất được tìm thấy ở Nhật Bản, tuy nhiên Fukuivenator lại là một trong những loài gây tranh cãi về nguồn gốc nhiều nhất. Fukuivenator sở hữu những đặc điểm giải phẫu độc đáo hiện diện ở những coelurosaur, nguyên thủy và cả những thế hệ sau. Các phân tích phả hệ cho thấy chúng thuộc về một nhóm khủng long giống Maniraptor và các đặc điểm giống với các Dromaeosauridae hay Raptor được giải thích là kết quả của sự tiến hóa hội tụ. Trong nghiên cứu mới nhất năm 2021 lại cho thấy đây là một Therizinosaur nguyên thủy. Vị trí số 7. Fukuisaurus tetoriensnis. Fukuisaurus là một trong những loài khủng long được phát hiện sớm nhất trên quần đảo Nhật Bản. Hóa thạch của chúng được tìm thấy năm 1989 tại hệ tầng Kitadani ngày nay thuộc tỉnh Fukui, Nhật Bản, có niên đại từ 121–129 triệu năm trước khi được chính thức mô tả và đặt tên vào năm 2003. Fukuisaurus với loài duy nhất là Fukuisaurus tetoriensnis thuộc nhóm các loài khủng long ornithopod ăn thực vật. Fukuisaurus có cấu trúc cơ thể tương đối giống với các họ hàng nổi tiếng của chúng như Iguanodon hay Oranosaurus, ngoại trừ kích thước tương đối nhỏ với chiều dài chỉ vào khoảng 4,5 m và cân nặng 400kg đối với cá thể trưởng thành. Vị trí số 8. Fukuititan nipponensis. Fukuititan nipponensis là một loài titanosauriform được biết đến từ mỏ khủng long Kitadani thuộc thành hệ Kitadani, nhóm Tetori gần thành phố Katsuyama của Nhật Bản. Nó sống vào thời Barremian của kỷ phấn trắng sớm, khoảng từ 129–125 triệu năm trước. Mặc dù được gọi là Titan, nhưng trên thực tế, loài khủng long này khá nhỏ bé so với những người họ hàng thuộc nhánh sauropod có tên là Titanosauriform của chúng. Với chiều dài chỉ vào khoảng 10 m và cao 3 m, nó cũng là loài sauropod đầu tiên được biết đến ở Nhật Bản. Đặc điểm này có lẽ là để thích nghi với điều kiện sống không phong phú tại khu vực này. Khi phân tích các xương hóa thạch còn lại của chúng, các nhà khoa học nhận diện rằng Fukuititan có họ hàng gần với Borreliosaurus sống ở Trung Hoa đại lục. Vị trí số 9. Yamatosaurus izanagi. Yamatosaurus izanagi là một thành viên của họ khủng long mỏ vịt Hadrosauridae nổi tiếng, có mức độ tiến hóa cao hơn Hadrosaurus nhưng lại thấp hơn Lambiosaurus. Những kẻ ăn thực vật khổng lồ này tồn tại vào giai đoạn Maastricht cuối kỷ Creta khoảng 71,9–71,6 triệu năm trước. Do đó, có lẽ chúng cùng sinh sống với các loài khủng long họ hàng cũng được phát hiện tại Nhật Bản là Kamuysaurus. Yamatosaurus izanagi là một loài khủng long có cái tên mang đậm tính huyền sử này khi được lấy cảm hứng từ Yamatai, một vương quốc cổ của người Nhật, còn Izanagi là tên của một vị thần đã dùng ngọn giáo ngọc để khuấy nước biển tạo nên quần đảo Nhật Bản ngày nay. Và loài khủng long này được công bố trước Paralitherizinosaurus không bao lâu. Các hóa thạch của Yamatosaurus đã được phát hiện trên đảo Awaji từ năm 2004, nhưng phải mất thêm gần 10 năm sau, người ta mới phát hiện ra rằng chúng chính là Shingo Kishimoto đã quyết định hiến tặng lại cho Bảo tàng Tự nhiên và Hoạt động Nhân loại Nhật Bản tại tỉnh Hyogo để nghiên cứu. Vị trí số 10. Paralitherizinosaurus japonicus. Paralitherizinosaurus japonicus là loài mới nhất được đặt tên trong số các khủng long được phát hiện trên lãnh thổ Nhật Bản. Nhìn vào cái tên, không khó đoán rằng đây là một loài họ hàng thân thuộc của khủng long vuốt dài Therizinosaurus nổi tiếng. Trong sơ đồ tiến hóa mới được cập nhật của họ Therizinosauridae thì Paralitherizinosaurus nằm chung nhánh với Therizinosaurus và Suchosaurus. Hóa thạch của Paralitherizinosaurus được phát hiện năm 2000 tại hệ tầng Ososhinai, nay là thị trấn Nakagawa thuộc tỉnh Hokkaido. Ngoài ra còn có một số mẫu vật cũng được cho là thuộc về loài này cũng được tìm thấy trên đảo Honshu và đảo Kyushu. Trong khi phần lớn các khủng long Therizinosaur đều sinh sống chủ yếu ở Trung Quốc, Paralitherizinosaurus là loài thứ ba và cũng là loài trẻ nhất thuộc họ khủng long Mariraptoran nổi tiếng này được phát hiện tại Nhật Bản. Tuy nhiên, hai loài kia chưa được xác định. việc phát hiện được hóa thạch của các Therizinosaur ở Nhật Bản cho thấy họ khủng long này bắt đầu di cư về bờ đông của lục địa Eurasia và đã thích nghi với đời sống ven biển trước khi khu vực này bị tách hoàn toàn khỏi đại lục bởi biển Nhật Bản vào thế Miocene. Vừa rồi, mình và các bạn đã tìm hiểu qua top 10 loài khủng long được Nhật Bản công bố. Thực ra vẫn còn hai loài nữa, đó chính là Kamuysaurus japonicus và Cusisaurus katsuyama. Nhưng vì thông tin của hai loài này khá ít ỏi nên mình sẽ không đưa vào danh sách này để cho số 10 nó sẽ đẹp hơn một chút nhé. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, hãy để lại một like, một subscribe và ấn chuông thông báo để không bỏ lỡ các video khác của nhóm chúng mình trong tương lai. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video top list khác của UltrexShare.